What's up? Xin chào các anh em. Đợi ạt đi chùi nước miếng rồi đó. Nhìn là thấy ngon rồi. Ý mình là nói chủ đề hôm nay. Hôm nay mình sẽ cùng cho các khu hộp cho các anh em một con bàn phím. Nhìn rất là ngầu luôn. Các bạn nhìn cái hiệu là cái logo là biết là của thằng nào rồi chứ gì? Đây là của hãng Aula, một hãng phím cơ cũng rất là nổi tiếng. Hiện tại ở Việt Nam mình thì ít có người sử dụng con bàn phím này. Bây giờ thì có lẽ là nó sẽ đến nhiều hơn. Các bạn có thể nhìn ở bên ngoài thông số kỹ thuật, nó sẽ có các cái thông số cơ bản. Đấy, nhìn cái đèn LED là biết loại gì rồi nhá. Ở đây nó cũng sẽ có bốn loại là Pro. Con này nó có cả thằng màu xám này, màu đỏ đây, Red Pro, Black và Blue Switch. Đấy, bốn loại bàn phím Switch cơ bản. Thì bên mình chỉ có là Blue Switch thôi, tại vì Blue Switch khá là phổ biến, rất nhiều bạn ưa thích. Ngoài ra thì nó còn có Trung Quốc và miền Trung hơn của xí sầu nhắn xíu. Nói chung là nó nói tiếng Trung Quốc hết, chẳng có cái tiếng Anh nào luôn. Nhưng mà đại khái là mình ở đây mình thấy có ghi là 60 triệu lượt nhấn, tức là cái Switch của nó lên tới 60 triệu lượt nhấn, thật là kinh khủng. Hộp đóng hộp thì cái hộp này đóng hộp quá to, rất là tất chất nhá, mát to luôn. Ở đây có số series của bàn sản phẩm. Thôi không để cho các anh em đợi lâu nữa, mình sẽ khui hộp luôn. Con này đóng hộp rất là chắc chắn, hộp nó mắt to luôn các bạn, to mà muốn để hết cả cái bàn luôn mà cũng không đủ nữa. Đây mình khui rồi. Đây, ở bên trong chúng ta sẽ thấy có một cái lớp bọc chống sốc của in logo của thằng Aula, rất là nặng các bạn. Sẽ lột cái lớp này ra, bóc trên em nói chứ cái mùi bóc phím mới lúc nào cũng thấy rất là phê các bạn. Đấy. Nói chung là bóc cái gì mới cũng phê cả, rất là bóc chinh. Đấy. Ở trong này thì để xem trong này nó còn gì không. Ở trong này chúng ta sẽ còn có sách hướng dẫn và để xem nào, hình như là không còn gì hết các bạn ạ. Trong này nó chỉ có sách hướng dẫn thôi, sách hướng dẫn thì chắc cũng chẳng ai để ý đâu. Thôi bỏ cái hộp sang một bên. Đấy, ngoài cái hộp ra thì cũng không không cần thiết lắm đâu. Vâng, đây là đứa con, được một đứa con rất là được Aula chăm chút. Đây là con Aula Wing of Liberty, một trong những con bàn phím phiên bản RGB của rất là đặc biệt của thằng Aula. Thì các bạn có thể thấy sơ qua cái bên ngoài của nó, đây một thiết kế khá là giống với lại các cái con của thằng Razer, thì nó sẽ hơi bè ra một phía phần nhỏ dưới này và logo nó nằm ở chính giữa. Tuy nhiên thì con này logo nó không phát sáng nha các bạn. Đấy. Và nó có thêm logo Aula ở đây nữa. Phiên bản của mình đang trên tay đây là phiên bản màu đen. Màu đen. Thì mình thấy có phiên bản màu trắng còn đẹp hơn nữa cơ. Nhưng mà mình sẽ review cho các bạn màu đen tại vì các bạn thích review màu đen mà. Đó. Thì mặt sau chúng ta sẽ thấy có các cái lỗ này. Cái lỗ này là để cố định cái tay rời ra như thế này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái lỗ rất là tròn, rất là to ở đây. Lỗ tròn này to to ở đây này, đây hai cái lỗ này. Đó chính là cái lỗ thoát nước. Có thể là và các cái lỗ nhỏ này nữa. Đó, các cái lỗ nhỏ này đây chính là các cái lỗ thoát nước của cái bàn phím này. Tức là cái bàn phím này có thể là có khả năng chống nước, nhưng mà thực ra thì không ai nhúng cái bàn phím này vô nước đâu nhá. Không ai đổ đổ nước đâu. Đó, tại vì bàn phím này nó không có ghi là có khả năng chống nước tuyệt đối, nên tốt nhất là các bạn đừng nghịch dại, mất tiền đấy. Rồi, và tiếp theo chúng ta sẽ thấy là trên đây tuy là có cây tay nhưng mà nó rất là ngắn. Có lẽ đây là điểm trừ duy nhất, tại vì mình cảm giác như chẳng có cái tác dụng gì ngoài để cho đẹp như thế này. Ở đây nó sẽ làm sần đấy, để cho đẹp thôi. Chứ còn thực ra mình kê tay thì mình để ở đây thì nó lại gần quá không ấm được, mình để xa thì cũng chẳng kê được bao nhiêu. Đấy. Thiết kế của con này thì đơn giản thôi, kho vuông vắn, không có gì thổi ra tụt vào. Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy là cái dây cáp của con này
rất là to. Lấy dây cáp này rất là bự và chắc chắn, có cục chống nhiễu. Đầu dây cáp sẽ được làm và có logo Ola và được mạ vàng, nhìn rất là sang chảnh. Đây nó sẽ có luôn cả cái dây quấn có thương hiệu Ola ở đây luôn. Chi tiết. Và cái phông chữ của con này thì các bạn có thể thấy là một cái phông chữ khá là to để hiển thị led tốt hơn. Và rất là đơn giản, không có những cái chi tiết rườm rà màu mè. Đấy, không có các cái ký hiệu trên các cái nút này, mặc dù nó vẫn có bình thường các chức năng nhưng mà nó không có hiện lên, tức là tối giản các cái chi tiết đi. Vậy nói thêm về cái phần switch của con này. Đây là một cái con bàn phím mà vừa đẹp mà lại có thể vừa bấm ngon, trong cái tầm giá này thì rất là hiếm. Tại vì cái switch của con này đang xài là switch của thằng Gateron. Đây là một cái switch mà các cái giới chuyên môn đánh giá ở bên nước ngoài á, thì người ta nói rằng cái đây là cái switch mà có thể nói là nó gần giống với phiên bản của Cherry nhất. Tức là nó sẽ có các cái độ bền cũng như là lực nhấn, cũng như là cái cảm giác bấm, tiếng kêu khá là giống với Cherry. Tức là một phiên bản bản sao của Cherry mà hoàn thiện nhất. Được đánh giá còn cao hơn là cả Kai đó các bạn. Thì tí nữa mình sẽ thử xem thử cái cảm giác bấm nó như thế nào. Rồi, về cái tổng quan của nó thì không có gì đặc biệt, tại vì ở đằng trên của nó chỉ toàn bằng nhựa thôi, không có bằng kim loại, không có một chút kim loại nào cả. Cho nên các bạn có thể thấy là cái này nó sẽ không có, nhìn nó sẽ không có manly, nhưng mà cầm rất là nặng tay và đầm chất. Ở mặt sau chúng ta vẫn sẽ có hai cái lẫy để mình nâng cao độ cao của phím lên. Thế này. Đó. Rồi. Về cái phần đèn LED thì con Ola này được trang bị bộ LED RGB. Tức là LED sẽ full tất cả các màu. Bây giờ mình sẽ cắm vào và điều khiển các cái trình LED cho các bạn cùng xem nhé. Đây chính là nhân vật của chúng ta khi mà mình đã tắt đèn. Thì nó rất là lung linh luôn. Các bạn có thể nhìn thấy các cái dải màu của nó rất là sáng, chạy dọc từ trái qua bên phải như thế này. Nhìn rất là phê. Nó gần giống như là các cái chế độ của con LED RGB full lens. Con full lens ấy, thì các bạn biết cái chế độ đó rồi, nhìn rất là phê. Chủ yếu là các bạn để chế độ này thôi, chứ còn các cái chế độ khác thì mình cũng không thấy sử dụng nhiều. Tại vì nó hơi lóa mắt, và để như này thì xô được các cái màu đẹp nhất của con này ra. Thì ngoài ra con này còn có thêm một số các cái chế độ khác. Tuy nhiên thì nó là không có nhiều lắm, đó là một cái điểm trừ lớn của con này. Ví dụ mình đây, mình sẽ có chế độ đó là bấm phím nào sáng phím đó. Chế độ này thì có rất là nhiều bạn cũng thích, nhưng mà một sử dụng một thời gian thì thấy nó hơi bất tiện, tại vì nó sẽ lóa mắt, gây lóa mắt. Bấm rất là nhanh, tỏa ra rất là kinh khủng luôn. Và cái con này thì nếu mà các bạn muốn chỉnh màu, chẳng hạn như mình không thích nó chỉ thích tỏa một màu thôi, thì các bạn có thể chỉ đổi sang màu khác. Ví dụ bạn ấn FN Bayup đúng không, thì nó sẽ đây là cái đang là ở phần 7 màu. Thì up thêm FN Bayup thêm một lần nữa. Đó. Thì đây là đang là chế độ nhảy 7 màu rồi. Ví dụ như mình đang cần là chế độ màu tím chẳng hạn, màu vàng đúng không? Đấy. Thì mình ấn FN in lại thì nó sẽ ra. Đấy, rất là đơn giản thôi. Bạn giữ nguyên chữ FN nhé, màu trắng này. Thì mình ấn FN in lại thì nó chỉ tạo ra một màu trắng thôi. Tương tự như vậy 7 màu hay là màu đỏ như thế này. Cái chế độ này là cái chế độ mà mình thấy nó đang là tự động đổi màu, mà đổi một cách liên tục, nháy một phát đổi liền luôn. Đấy, còn chế độ này là chế độ Brighten. Tức là nó sẽ sáng dần rồi nó tối dần. Đó. Cái này nó hơi chậm một chút. Đây là chế độ Waving, thì chế độ này các bạn đã biết rồi, nó sẽ rất là chạy từ trái qua phải, hoặc là chạy từ phải qua trái như thế này. Còn có thể điều khiển cái hướng được. Còn có chế độ đó là chạy từ tỏa từ trong ra ngoài, chạy vòng tròn ấy, từ trong ra ngoài, hoặc là chạy từ ngoài vào trong. Rất là đơn giản thôi, mình chỉ cần ấn FN và nút đổi hướng. Chế độ FNN là chế độ nó sẽ sáng nguyên nhưng mà nó sẽ đổi màu liên tục. Em này em lần nữa, đây là chế độ Waving, và Waving nó sẽ đổi một lượt, đổi một lần một lượt. Các bạn có thể thấy cái chế độ này ở trên con full lens cũng có.
Đó, nó sẽ đổi như vậy. Mình cũng có thể giảm tốc độ nó lại. Sẽ tăng lên. Tăng mắt nhanh. Đấy. Ngoài ra thì nó còn có chế độ nữa, đó là chế độ target led. Chế độ này thì cũng rất là độc đáo đấy. Mình thấy cũng ít người sử dụng chế độ này lắm. Chỉ là chỉ có chế độ này là chế độ đẹp nhất, xô lên được cái bảy sắc cầu vòng của con tắc kè này. Thì cái switch của nó, đây là cái switch nằm ở phía dưới cái bàn mặt của bàn phím đấy. Mặc dù vậy thì led tỏa ra cũng rất là sáng rồi, đủ sáng để cho các bạn có thể thấy lung linh vào đêm. Mặc dù led của con này thì màu đen nó không được sáng bằng màu trắng đâu, thường là vậy. Mình thấy chỉ là các con màu trắng thì led nó sẽ đẹp hơn. Mình sẽ cho các bạn nhìn qua cái cây cáp của con này. Cái cây cáp của con này thì cũng làm double shot giống như những con phím cơ khác, nhưng mà có độ hoàn thiện của nó rất là tốt, tức là không có chi tiết thừa này đấy. Và cái độ dày của cây cáp thì cũng không phải là thuộc dạng quá mỏng, nhưng cũng không phải là quá dày, tức là trung bình thôi. Rồi, vì cái con này đang sử dụng là Blue Switch của Gateron, nên mình sẽ thử cái cảm giác bấm của con này. Cái cảm giác bấm của con này thì dùng Switch của Gateron thì nó sẽ được đánh giá là khá cao, với cái cảm giác gần giống như Cherry nhất. Bây giờ mình sẽ thử luôn cho các bạn coi nhé. Các bạn có thể thấy là cái con này thiết kế keycap không quá cao, nên mình để tay rất là khá là thoải mái. Và nó dùng Blue Switch nên của thằng Gateron thì nó sẽ có lực nhấn khá là lớn và cái độ nảy rất là cao. Mặc dù tiếng của nó sẽ không có to như những cái con switch khác. Mình sẽ cùng thử bấm cho các bạn coi nhé. Các bạn có thể thấy thì cái con này cảm giác bấm khá là sướng các bạn, lực nó rất là nảy, bấm rất là ăn, mà lại tiếng không quá to, không quá điếc tai khó nghe như những cái con như của Kai chẳng hạn, thì tiếng nó khá là to và tiếng nó đanh. Thì con này rất là êm, nghe rất là sướng tai. Thì quả thật là cái thằng Gateron này đánh giá cao thì cũng là không sai. Các bạn có thể tham khảo thêm vào trong link phía dưới phần mô tả nếu các bạn muốn mua. Tại vì dưới tầm giá 1 triệu mà có một con led ngon như thế này mà lại bấm cũng ngon thì rất là khó. Chỉ có con này là có khả năng có thể cạnh tranh được với lại con full len SM68R của thằng full len thôi. Đó, led cũng ok, bấm cũng ngon. Đấy, dưới 1 triệu nha các bạn. Thì các bạn có thể nhích vào link nếu các bạn muốn mua ở dưới phần mô tả nhé. Còn sau clip này mình sẽ cho các bạn xem về cái con màu trắng. Mình sẽ quay clip con màu trắng cho các bạn xem luôn. Nếu các bạn thấy hay thì hãy subscribe và like giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.